Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơn Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bà con đi rừng Tây Nguyên về được một loại lan cực kỳ hiếm luôn. Và loại lan này thì cũng phải mấy năm rồi, thì hôm nay thì em mới được gặp lại nha mọi người. Loại lan hôm nay thì có tên gọi là lan chân rết đó. Đây là một cái giống lan rất là quý hiếm và được rất nhiều các bác anh chị đã mong muốn săn tìm bấy lâu nay nha mọi người. Và hôm nay thì em về được một lô rất là đẹp và em đã lọc lựa chia ra những cái cây thuộc dạng to rồi nha mọi người. Rồi thì thứ nhất thì giới thiệu sơ qua về cái lan chân rết đây. Thì cái lan chân rết này á thì nó là thuộc cái dòng lan mini nha mọi người. Tức là những cái cây của nó chỉ nhỏ nhỏ như cỡ ngón tay, nửa ngón tay này thôi. Và cái đặc điểm cấu tạo của nó, là cái phần thân nè, cái thân phân lá cứng dày và xếp đều với nhau giống như là chân của con rết vậy. Mọi người có thể để ý xem. Và cái loại này á, thì về mọi người có thể là ghép vào gỗ lũa nha. Loại này nó cũng ra cho ra hoa rất là dễ thương luôn. Hoa của nó thì màu tím nha mọi người. Và hiện tại thì một số mầm thì nó đã có nụ rồi, mọi người có thể để ý xem đây nè. Lúc ra hoa thì nó sẽ ra những cái bông hoa màu tím rất là dễ thương luôn. Cái dòng lan này thì nó thuộc cái dòng lan sưu tầm nha mọi người. Thì em nghĩ là chắc rất ít bác các bác anh chị có được cái loại lan này trong vườn nhà. Nó cùng với những cái loại như là trứng bướm hoặc là linh tử lan á, là những cái dòng lan mini mà chơi về trồng rất là dễ thương luôn. Rồi hôm nay bà con đi may mắn thì bóc được một số phần lan chân rết này. Thì em đã chia ra thành từng phần, thì mỗi phần chắc nó cũng tầm cỡ 20 mấy cây ấy mọi người. Tầm 20 mấy cây đây. Và những cái cây này thì cũng đã lọc lựa ra những cây đẹp rồi nhé mọi người. Mọi người về cứ yên tâm. Rồi và loại này thì cũng khá dễ trồng, mọi người về có thể là ghép vào trong gỗ lũa hoặc là ghép vào giớn cũng được nhé mọi người. Cái đây thì cây nó hơi nhỏ nên là mọi người có thể chúng ta dùng cái dây nhựa hoặc dây rút á, chúng ta rút vào trong gỗ lũa hoặc là vào giớn là được nha. Rồi một cái dòng lan mini rất là dễ thương luôn đó. Cái loại lan này là cái dòng lan rất là quý hiếm của khu rừng Tây Nguyên nhé mọi người. Không phải lúc nào cũng có đâu, thì phải thực sự là may mắn thì mới đi gặp được một cái vùng này nhé. Rồi đây thì các phần em chia đều nhau, thì mỗi phần tầm cỡ em đếm chắc tầm hơn 20 cây mọi người, 20-25 cây gì đó, về cho mọi người về làm giống một phần nha. Hôm nay thì em cũng chỉ có ít phần thôi, thì các bác anh chị muốn sưu tầm cái giống lan độc lạ này thì có thể mua nha. Rồi và cái loại lan chân bướm này thì một phần có giá là 250.000 nhé mọi người, 250.000 một phần. Loại lan chân bướm mini cực kỳ dễ thương luôn. Rồi và giá trên thì chưa bao gồm phí vận chuyển nhé mọi người. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu. Các bác anh chị có nhu cầu mua chỉ cần nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được. Thì ưu tiên mọi người nhắn tin nha, mọi người nhắn tin thì để em chốt đơn nó nhanh hơn. Mọi người mua thì em sẽ gửi ship code qua đường bưu điện, thì mọi người thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu điện lúc nhận hàng là được. Thì bên bưu điện họ sẽ có bưu tá, họ sẽ giao tận nhà cho mọi người nha. Thì mọi người không phải làm thêm cái thủ tục gì khó khăn cả, chỉ cần thanh toán. Và mọi người được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nha. Rồi và khách mua lần đầu á, mua ít thì em ship code cho, còn mua nhiều vui lòng chuyển khoản trước giúp em nha. Mua nhiều 4-5 phần gì vui trở lên thì vui lòng chuyển khoản trước giúp em, còn mua ít thì em ship code cho. Rồi khách quen thì cứ nhắn tin gọi điện báo chốt em gửi đi như mọi khi thôi mọi người. Đó, một cái giống lan rất là quý hiếm luôn. Đó, cực kỳ dễ thương nha. Rồi xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip về lan tiếp theo của kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơn Rá Bắc Tây Nguyên ạ.